Sau bão Yagi, lùi lịch tắt sóng 2G sang ngày 15 tháng 10. Ngày mai, ngày 15 tháng 9, là ngày tất cả các điện thoại 2G bị tắt sóng theo như thông tư được ban hành trong tháng 5. Tuy nhiên, tối ngày hôm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thông tin mới nhất về vấn đề này. Theo đó, lịch tắt sóng 2G sẽ được lùi thêm thời gian đến ngày 15 tháng 10. Bộ Thông tin và Truyền thông lùi thời gian tắt sóng 2G thêm một tháng trong bối cảnh còn hơn 3 triệu thuê bao chưa đổi thiết bị cùng những nguyên nhân khách quan khác, đồng thời cũng là để nhân dân và các doanh nghiệp tập trung khắc phục hậu quả sau lũ. Tối ngày hôm qua, ngày 13 tháng 9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 10 về việc ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của thông tư số 03 và 04 liên quan đến quy hoạch các băng tần dùng trong mạng 2G tại Việt Nam. Hai thông tư 03 và 04 được ban hành tháng 5, trong đó có điều khoản không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, tức là thiết bị 2G only kể từ ngày 16 tháng 9, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK hoặc cho các thiết bị M2M. Với thông tư số 10 mới nhất, việc thi hành điều khoản trên sẽ chuyển sang ngày 15 tháng 10. Sau thời gian đó, nếu không có thay đổi, nhà mạng sẽ dừng cung cấp dịch vụ 2G. Người dùng phải nâng cấp lên thiết bị từ 3G trở lên để tiếp tục sử dụng. Thực tế, việc thúc đẩy người dân chuyển đổi thiết bị từ 2G lên 4G được thực hiện nhiều tháng qua từ việc hỗ trợ điện thoại cho đến tắt sóng tại một số khu vực. Tại cuộc họp ngày 13 tháng 9, đại diện Cục Viễn thông cho biết trong 2 tháng là tháng 7 và tháng 8, thì hơn 5 triệu thuê bao đã chuyển đổi, hạ số thuê bao chỉ dùng máy 2G xuống còn 3,4 triệu tính cho đến ngày 8 tháng 9. Tuy nhiên, bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam khiến cho quá trình bị ảnh hưởng khi người dân và các doanh nghiệp viễn thông phải tập trung khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó thì việc chuyển đổi một lượng lớn thuê bao trong thời gian ngắn cũng dẫn tới tình trạng thiếu hàng triệu thiết bị. Tại nhiều nơi thì người dân cũng gặp khó khăn khi mà mua điện thoại 4G giá rẻ do khan hàng. Trong số 3,4 triệu thuê bao còn lại, nhiều người thuộc nhóm người yếu thế, gia đình khó khăn, thuộc địa bàn khó tiếp cận như là vùng sâu, vùng xa, miền núi. Ngoài ra, nhiều thuê bao nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của bão lụt gây khó khăn cho việc liên lạc, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để chuyển đổi. Các doanh nghiệp viễn thông trong ngày 10 tháng 9 đã đề xuất lùi thời gian thực hiện thông tư 03 và 04 để có thêm thời gian, đồng thời chuẩn bị thêm thiết bị di động 4G có phím bấm cho người dùng và điều đó đã thành hiện thực sau buổi họp chiều ngày hôm qua, ngày 13 tháng 9. Việc dừng công nghệ 2G được đánh giá mang lại nhiều giá trị tại Việt Nam. Người dân được thúc đẩy tiếp cận thiết bị 4G, có thể truy cập internet, từ đó làm quen với dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến. Trong khi đó thì nhà mạng sẽ giảm gánh nặng về hạ tầng, có thêm nguồn lực và tần số để phát triển công nghệ mạng mới như là 5G hay 6G. kiểm tra điện thoại 4G thật thay giả trước khi mua để tránh mất tiền oan. Gần đến thời hạn tắt sóng 2G, nhu cầu mua thiết bị có kết nối 4G tăng vọt, kéo theo tình trạng xuất hiện những mẫu máy mới mà chỉ hỗ trợ mạng 2G nhưng giả 4G để lừa người tiêu dùng. Ngoài ra thì với một số thiết bị dạng cục gạch, người dùng khó có thể nhận biết liệu có hỗ trợ được mạng thế hệ mới hay không. Một số nhà mạng đã xây dựng công cụ để giúp cho người dùng kiểm tra thiết bị của mình là máy 2G hay là 4G. Sau đây là những thông tin cụ thể mà quý vị có thể áp dụng được. Ví dụ với nhà mạng Vinaphone thì người dùng có thể lắp sim vào và soạn tin nhắn theo cú pháp 2G hoặc là TC 2G gửi đến số 888. Nhà mạng sẽ trả về kết quả cho biết thông tin về loại điện thoại khách hàng đang sử dụng, đồng thời yêu cầu nâng cấp máy trong trường hợp chỉ hỗ trợ 2G. Việc theo thì hỗ trợ kiểm tra bất cứ thiết bị nào thông qua số IMEI. Toàn bộ viết hoa dựa trên cơ sở dữ liệu của nhà mạng. Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách soạn tin nhắn KT, GT, viết hoa, số IMEI -E viết hoa gửi 191. Người dùng có thể tìm số IMEI -E điện thoại bằng cách gõ phím sao thăng 06 thăng trên bàn phím hoặc là tìm trên hộp máy, khay sim, thân máy tùy thiết bị. Người dùng mobile phone thì có thể truy cập vào mobilephone.vn, tin tức gạch chéo tra cứu mã giải thưởng, chọn tra cứu thông tin, TAC máy điện thoại 2G và nhập số IMEI theo hướng dẫn. Người dùng nên mua điện thoại 4G tại các cửa hàng điểm bán uy tín, tránh mua phải máy giả 4G hoặc kém chất lượng. Trước khi trả tiền nên kiểm tra thiết bị có phải 4G hay không. Dù nhà mạng luôn khuyến nghị mua hàng từ các cửa hàng lớn, tuy nhiên thực tế thì các đơn vị này đều trong tình trạng thiếu máy. Và hồi cuối tháng 8, khảo sát tại một số hệ thống như là Thế giới di động, FPT Shop, Cellphone S, Hoàng Hà Mobile, một số dòng máy của Martel. Mobile được ưa chuộng vì giá rẻ, bàn phím lớn, nhưng hết hàng tại một số khu vực. Người dùng muốn mua cần đặt trước và đợi khoảng một tuần, thậm chí lâu hơn. thiếu hàng triệu điện thoại cục gạch 4G trước khi tắt sóng 2G. Tính đến đầu tháng 8, thì Việt Nam còn khoảng 10 triệu thuê bao vẫn sử dụng máy 2G only cần nâng cấp. Đây phần lớn là người có nhu cầu sử dụng máy phổ thông giá rẻ như là người già, trẻ em và người có thu nhập thấp. Còn đến thời điểm hiện tại, theo thông tin mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông, thì còn khoảng hơn 3 triệu thuê bao 2G cần nâng cấp. Những thuê bao cần nâng cấp là những người đang sử dụng điện thoại đời cũ, phần lớn là dạng cục gạch có phim bấm. Khi đổi máy lên 4G, 70% vẫn tiếp tục chọn loại máy này với giá dao động trong khoảng từ 400 đến 600 000 đồng. 20% thì chọn lên smartphone tầm giá dưới 2 triệu đồng và chỉ có 10% lên smartphone từ 2 đến 5 triệu đồng. Đây là thông tin được đưa ra theo thống kê của Hoàng Hà Mobile được thực hiện trong thời gian gần đây. Các thương hiệu phổ biến trong phân khúc điện thoại có phím bấm là Nokia, Mobile, Martel, Intel. Tại cuộc họp báo vào hồi tháng 7, thì ông Trương Minh Hoàng, giám đốc phát triển kinh doanh dịch vụ của Thế giới Di động cũng cho biết số điện thoại cơ bản chiếm 10 đến 15% trên tổng số hơn 500.000 máy bán ra mỗi tháng và tương đương với khoảng 70.000 máy. Theo ông Hoàng, điều này cho thấy xu hướng sử dụng điện thoại có phím bấm 4G của người dân vẫn rất lớn. Hàng tháng chúng tôi đáp ứng khoảng 70.000 máy, nếu yêu cầu số lượng lớn hơn và trong thời gian ngắn thì nhà bán lẻ không thể đáp ứng. Ông Hoàng chia sẻ và cho rằng cần có lộ trình phù hợp để khách hàng chuyển dịch. Còn đại diện hệ thống Cephonet cho biết, đầu tháng 8, doanh số dòng điện thoại có phím ấm ở mức giá dưới 1,5 triệu đồng tăng gấp 4-5 lần so với cùng kỳ tháng trước và ghi nhận cháy hàng cục bộ tại một số khu vực. Hoàng Hà Mobile cũng đánh giá tình trạng hết hàng với các mẫu máy 4G giá rẻ có thể xảy ra và ước tính phải đến tháng 11 thì số lượng máy nhập về mới đủ đáp ứng cho các thuê bao cần nâng cấp. Một thương hiệu điện thoại giá rẻ khác tại Việt Nam cũng thừa nhận trong tình trạng hàng không đủ bán, bao gồm cả phân khúc điện thoại cơ bản từ 500 đến 700.000 đồng và smartphone giá 2 triệu đồng. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tin, để hỗ trợ người dân chuyển sang điện thoại 4G thì đề nghị các nhà mạng hỗ trợ người dân, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo. Tắt sóng 2G thì nhằm giải phóng băng tần dành cho công nghệ cũ, chuyển sang các dịch vụ băng rộng 4G, 5G chất lượng cao hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn với nhiều tiện ích hơn. Từ đó thì cũng hỗ trợ tốt hơn cho người dùng khi sử dụng các dịch vụ số như là dịch vụ hành chính công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin qua các ứng dụng khi mà truy cập Internet. Tắt sóng 2G cũng là cách mà giúp cho doanh nghiệp loại bỏ công nghệ cũ ra khỏi mạng lưới, giảm bớt chi phí khai thác. Tuy nhiên, theo phân tích thì việc triển khai kế hoạch hỗ trợ người dân chuyển đổi điện thoại di động từ 2G lên 4G còn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân như khách hàng sử dụng điện thoại di động 2G chủ yếu là người dân ở vùng nông thôn, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều khách hàng là người cao tuổi, kỹ năng sử dụng điện thoại di động thông minh còn hạn chế nên rất ngại chuyển đổi. Một số người dân trang bị điện thoại thoại 2G cho con thì chỉ nhằm mục đích nghe gọi nên không muốn chuyển đổi. Và một nguyên nhân nữa như chúng ta vừa phân tích là thiếu thiết bị. Vậy nên công tác tuyên truyền và hỗ trợ chuyển đổi là vô cùng quan trọng. Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt không bị gián đoạn, các doanh nghiệp viễn thông trước khi thực hiện tắt sóng 2G cần đầu tư bổ sung ngay các trạm 4G, 5G. Trước đó, thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề xuất sử dụng nguồn vốn, tài trợ hợp pháp trên địa bàn để phối hợp với nhà mạng, thúc đẩy người dân chuyển đổi. Hiện nay, thì hầu hết đơn vị đều có ưu đãi từ 100 đến 500 nghìn đồng cho người dùng khi mà nâng cấp từ máy 2G lên smartphone. Một số nhà mạng, hãng điện thoại cũng đã ra thêm sản phẩm mới để đáp ứng thị trường.